Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm if kết hợp với let và write để làm bài tập như sau. Trên đây ta có bảng theo dõi nhập xuất hàng với các cột là mã hàng, nhập xuất, đơn giá và thành tiền. Và có 3 yêu cầu đối với bài tập này. Yêu cầu thứ nhất, tính cột xuất với điều kiện nếu mã hàng có ký tự đầu là A thì xuất bằng 60% nhân với nhập. Nếu mã hàng có ký tự đầu là B thì xuất bằng 50% nhân với nhập. Yêu cầu thứ hai, tính đơn giá với điều kiện nếu mã hàng có ký tự cuối là Y thì đơn giá bằng 100.000. Nếu mã hàng có ký tự cuối là N thì đơn giá bằng 150.000. Yêu cầu thứ ba, tính cột tiền bằng xuất nhân với đơn giá. Sau đây tôi sẽ bắt đầu thực hiện các yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, nếu với điều kiện mã hàng có ký tự đầu là A thì ta sẽ sử dụng hàm if kết hợp với let. Trước khi vào bài, tôi sẽ giới thiệu cơ bản cho các bạn về hàm if và let. Hàm if được sử dụng là một hàm điều kiện với các câu lệnh như sau. Hàm if điều kiện giá trị nếu điều kiện đúng, nếu điều kiện sai. Hàm let được sử dụng với câu lệnh với text là chuỗi ta cần lấy giá trị, number cha là số ký tự ta cần lấy bên trái chuỗi text. Lưu ý, number cha không phải là số âm. Nếu lớn hơn độ dài của chuỗi thì ta sẽ trả về toàn bộ chuỗi text. Và nếu bỏ qua thì mặc định là 1. Vậy, sau đây ta sẽ giải quyết bài tập như sau. Tại ô D8, ta nhập như sau. Bằng giá trị nhập là C8 nhân câu lệnh if mở ngoặc. Với điều kiện mã hàng là A thì ta sử dụng hàm let. Mã hàng tại ô B8 ta lấy ký tự đầu là A thì number cha là 1. Nếu điều kiện này là A thì ta sẽ để trong ngoặc kép bằng A chấm phẩy. Nếu điều kiện này đúng cho ta kết quả là 0,6. Nếu điều kiện này sai cho ta kết quả là 0,5. Đóng ngoặc Enter. Ta sẽ nhận được kết quả là 600. Với các mã hàng còn lại thì ta sẽ làm tương tự với các công thức như trên. Để nhanh hơn, ta sẽ để chuột vào ô D8 và kéo xuống cho ta kết quả tương ứng. Như vậy, ta sẽ thực hiện yêu cầu xong yêu cầu 1. Đến với yêu cầu 2, nếu mã hàng ký tự là Y thì ta sẽ sử dụng hàm write để lấy ký tự cho điều kiện. Tương ứng với hàm let, ta cũng có câu lệnh hàm write, text và number cha. Như ở đây, number cha là số ký tự ta cần lấy bên phải chuỗi text. Sử dụng hàm if với câu lệnh như sau. Tại ô E8 bằng if mở ngoặc với điều kiện ta làm tương ứng như yêu cầu 1, nhưng ta sẽ sử dụng hàm write với text là B8, ta lấy ký tự cuối là Y thì number cha là 1. Đóng ngoặc bằng Y để trong ngoặc kép nếu điều kiện đúng bằng Y nếu cho kết quả là 100.000. Nếu điều kiện sai sẽ cho kết quả là 150.000. Enter cho ta kết quả đúng với điều kiện tương ứng với mã hàng khác, thực hiện giống với yêu cầu 1. Và cuối cùng ta sẽ thực hiện yêu cầu 3 với cột tiền bằng giá trị xuất nhân với đơn giá tại ô F8 bằng giá trị xuất là D8 nhân với giá đơn giá E8. Enter sẽ cho ta kết quả tương ứng với các mã hàng khác. Vậy trên đây là video hướng dẫn sử dụng hàm if kết hợp với let và write trong Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn thành công.